Trước những thông tin về vấn đề tăng học phí, theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, nguồn lực cho các cơ sở giáo dục đại học không tăng trong 3 năm nay. Trong điều kiện giá cả tăng, đây là thách thức lớn để giữ chân đội ngũ giảng viên, giáo viên. Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ diễn ra vào ngày 5 tháng 8, báo chí đã nêu câu hỏi với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét tuyển đại học đang diễn ra. Từ đó đề nghị cho biết những điểm mới khó khăn và thuận lợi trong năm 2023, đồng thời việc điều chỉnh không tăng học phí theo Nghị định 81 của chính phủ. Nhưng các trường đại học, đặc biệt là các trường tự chủ gặp khó khăn. Vậy giải quyết vấn đề này thế nào? Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, quá trình xét tuyển đại học có những khó khăn nhất định, nhưng cơ bản đã có những thành công và được đánh giá cao. Theo ông Sơn, năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo không điều chỉnh quy chế tuyển sinh mà sửa đổi về kỹ thuật, cụ thể là thực hiện chủ trương chuyển đổi số. Bộ đã tích hợp hệ thống hỗ trợ tuyển sinh từ các nguồn dữ liệu kết quả thi phổ thông, học bạ, đánh giá năng lực thi tuyển sinh ở các trường, kết quả xét tuyển sớm tạo thuận lợi cho thí sinh ở các trường đại học. Thêm vào đó, năm nay thí sinh không phải lựa chọn phương thức xét tuyển khắc phục tình trạng nhầm lẫn của một số thí sinh trước đây khi xét tuyển mà chọn ngành chọn trường. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc lựa chọn sẽ thuận lợi hơn cho thí sinh, việc xét tuyển và thanh toán lệ phí cũng thông suốt hơn so với trước. Về vấn đề học phí, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, chính phủ đặt ra mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Do đó, việc không tăng học phí giúp người dân giảm gánh nặng học phí phải chi trả cho con em. Ông nói thêm, Bộ chỉ đạo thực hiện theo yêu cầu chính phủ, nhưng đây là thách thức lớn. Vẫn theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, học phí không phải là nguồn duy nhất và chính sách học phí không phải là duy nhất. Tuy nhiên, học phí đại học chiếm tỷ trọng lớn từ 50 đến 90%. Về lâu dài, giáo dục phổ thông mang tính phúc lợi do ngân sách nhà nước đảm bảo nên bày tỏ mong muốn địa phương quan tâm giúp giáo viên yên tâm làm nghề, khắc phục và giảm thiểu hiện tượng giáo viên nghỉ việc. Đối với giáo dục đại học, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn lực khoa học công nghệ có sứ mệnh thực hiện một trong ba đột phá chiến lược. Đây cũng là lĩnh vực chịu tác động lớn trong 3 năm qua do đại dịch và các vấn đề khác, chịu sức ép cạnh tranh toàn cầu. Do đó, giáo dục đại học gồm có cơ chế tài chính, chính sách học phí và chính sách hỗ trợ người học. Các chính sách về học phí theo nghị định 60 và nghị định 81 hiện chưa thực hiện được. Nguồn lực cho các cơ sở giáo dục đại học không tăng trong 3 năm nay trong điều kiện giá cả tăng. Đây là thách thức lớn để giữ chân đội ngũ giảng viên, giáo viên. Ông Sơn chia sẻ, do đó Bộ Giáo dục và Đào tạo nỗ lực đảm bảo chi thường xuyên cho giáo dục đại học, chờ thực hiện lộ trình tính giá dịch vụ giáo dục đại học, Bộ sẽ đề nghị chính phủ có chính sách hỗ trợ các trường trong bối cảnh khó khăn, giống như hỗ trợ doanh nghiệp